Saga, đánh đâu? Sang Diaby. Diaby đều vẫn bóng rồi. Có tới 3 cầu thủ của Arsenal bao vây. Chỗ sang. Đội sẽ được Zinchenko. Chuyển bóng mạnh quá. Zaniolo. Wow, vì là phản đòn Musa Diaby. Vâng, xin chào Xuân Phúc nhé. Zaniolo. Diego Carlos. Lần chắc của em khiến cho rất nhiều người hoài nghi anh ở trên trận đấu này. Đang nghe trận đấu này, thứ nhất là một là nghĩ là anh dễ bị lừa, hai là háo gái. Rosa Saliba. Rosa Gabriel. Mình sẽ được Zinchenko. Ui, không được. Cảm giác có một cái gì đó nó hơi ngợp trước một hàng thủ đông người của Milan. Hàng thủ hai lớp. Diego Carlos. Zaniolo. Musa Diaby. Được không ạ?